Ok, cái bài mà introductory concepts này, những khái niệm và giới thiệu ban đầu thôi, thì cái bài này nó sẽ nói về cái gì? Body cavities, những vị trí giải phẫu, anatomical positions, những khu vực chung cơ thể và từng vùng, những cái term, những cái khái niệm liên quan đến mặt cắt cơ thể, tức là cắt cái cơ thể ra thành theo những cái mặt cắt khác nhau thì nó ra cái gì, và direction, hướng của những cái đó, hướng của từng cái. Define body cavities, những cái khoang cơ thể, và viết tóm lược ra, outline ra cái sự sắp xếp của những hệ cơ quan cơ thể. Subdivision of anatomy nó chia ra làm gì? Giải phẫu nói chung, gross anatomy thì nó dựa vào những cái chúng ta nhìn được bằng mắt thường thôi mà nhìn thấy được là cái gì. Thì gross anatomy nó đơn vị tính nó chỉ đến mm hoặc là cm thôi. 1 mm bằng 10 mũ trừ 3 m. 1 cm bằng 10 mũ trừ 2 m thôi. Hoặc là nó có thể có là giải phẫu hiển vi, tức là nó nhỏ lắm, microscopic anatomy. Thì mình bắt buộc phải nhìn với lại kính hiển vi mà ánh sáng bình thường thôi trong phòng lab, hoặc là có kính hiển vi mà gọi là kính hiển vi điện tử, electron microscope. Đến cái mức độ đó, hiển vi bình thường á thì là có thể nhìn được là mức độ micrometer, tức là 1/1 triệu của mét. Còn kính hiển vi điện tử á, thì mình nhìn được là hàng hàng tỷ, tức là 10 mũ trừ 9 của mét. Like for example here, you can see here, this is có thể được nhìn với mắt thường thì là có thể nhìn thấy được cái diameter appear at end of sentence in this text. Ví dụ có dấu chấm câu, cái đường kính của dấu chấm câu ở cuối một cái câu trong cái đoạn text này, nhưng mà mắt mọi người không thể nhìn thấy được những cái chỗ này nè. Ví dụ như typical human cells cỡ khoảng mười mấy cho đến 20, 30 micrometer, nó sẽ không nhìn thấy được. Of course mình phải dùng light microscope. Mitochondria là số ít, mitochondria là số nhiều. Cái ti thể thì là bắt buộc nó nằm trong tế bào lận mà, nó nhỏ hơn nhiều cho nên phải dùng electron microscope để nhìn thấy nó. Lysosome, tiêu thể, ribosome còn nhỏ dã man nữa. Cái màng tế bào, plasma membrane, còn nhỏ dữ dội nữa. Và sau đó là nhỏ hơn nữa là những phân tử protein, xong rồi nhỏ hơn nữa có thể những cái nguyên tử, ví dụ như hydrogen atoms. Right. Rồi bây giờ nói về trí giải phẫu nè, cái slide này bao nhiêu vậy ta? How many? Let me check. If I open this one with Google Docs, how many pages is this slide? Okay. This one is not so sure, but let me just 36 of them. 36. Cái slide này 36 lần. Moment please. I need to move this one to the left side. And this one down here. Okay. Thì bây giờ nói về vị trí giải phẫu đi, thì là nó liên quan đến cái vị trí cơ thể. Nếu mà cái người đó đang đứng thẳng người nha, standing upright, đứng thẳng người chứ không phải là đứng cúi cúi. Vị trí giải phẫu thì bắt buộc mình phải nhớ điều này, vị trí giải phẫu là cái người phải đứng thẳng, you have to stand upright. Đầu mắt nó phải nhìn phía trước, the head eyes have to gaze forward. Những cái ngón chân nó phải directed forward luôn, nó cũng phải hướng phía trước luôn, chứ không phải nó bè ra hai bên đâu nha. Nó phải hướng phía trước nha. Cái bàn tay thì sao? Cánh tay thì nó nằm ở bên hông người, chứ nó không có bắt chéo qua đâu cả, hay là hướng nó như thế nào cả. Nó chỉ là hai bên người thôi, hai bên hông người thôi. Với cái mặt palm là cái mặt bàn tay á, cái mặt bàn tay nó facing forward, tức là vị trí giải phẫu mình nhìn thấy cái mặt người nè, và nhìn phải nhìn thấy được cái lòng bàn tay nha, chứ không phải là cái mu bàn tay. Đó là vị trí giải phẫu á. You have to understand why it's like that. Tại vì cái vị trí giải phẫu nó sẽ đảm bảo được rằng là mình nhìn thấy hết được tất cả những cái gì mà cần nhìn thấy, bao gồm cái bên trong cái lòng bàn tay luôn, chứ không phải là cái lưng bàn tay là nó che bớt cái bên trong rồi. So basically, anatomical positions ensure that you must be able to see every important thing, not just the outside. Okay.
And then lower limbs close together nha, chứ không phải dang chân ra đâu nha. Chi dưới nó phải gộp, nó phải khép lại với nhau. Cái chân thì nó song song và những cái ngón chân thì nó hướng về phía trước chứ không phải nó bè ra. Ok, anterior view là nhìn phía trước nè. Posterior, so let's look at the word anterior. Này có để cái đoạn chat đó. Anterior là phía trước. Posterior là phía sau lưng. Phía sau và phía sau lưng nha. Phía sau có một cái gì đó nha, chứ không phải chỉ là lưng của con người đâu nha. Ok, and then anatomical planes here. You can see nó cắt cái cơ thể, nó mà cắt cơ thể làm nhiều cái mặt cắt khác nhau. Thì chúng ta có cái mặt cắt gì? Nếu bây giờ chơi game á, đôi khi mình thấy có những cái màn rất bạo lực. Cầm nguyên thanh kiếm katana, cắt cái bắt, cắt người làm hai. You know. Giống kiểu mặt cắt này nè, cắt người làm đôi luôn á, bên trái bên phải luôn á. Nó chính là cắt sagittal. Cái chữ sagittal này nó liên quan đến một cái cung hoàng đạo, đó chính là cung nhân mã đó, Sagittarius, you know. But I don't know why it's like this. Nó cứ cắt dọc cơ thể thành bên trái bên phải cơ thể thôi. Nó là một cái mặt phẳng theo chiều đứng thẳng đứng, vertical planes, và nó băng qua cái cơ thể mà nó song song với cái mặt phẳng nằm ở giữa cơ thể, sagittal plane. Nói chung là cái này là median plane nè, cái mặt phẳng giữa cơ thể nè. Thì cái sagittal plane nó có thể là nó cắt không có ngay chính giữa đâu, mà nó cắt một bên trái nhiều hơn bên phải chẳng hạn. Nhưng mà miễn sao nó song song với cái median plane này thôi à. Em nhớ cái chụp CT không? À, chụp cắt lớp á. Thì nhiều khi nó không có cắt một cái đường mà ngay chính giữa cắt phân chia cơ thể 50-50 như vậy đâu, thành bên trái bên phải đâu, mà lỡ đâu là một bên 40, một bên 60 chẳng hạn. Đó cũng là mặt cắt sagittal nha. Miễn làm sao nó là những cái mặt cắt mà dọc băng thông qua cơ thể và song song với cái mặt phẳng median plane này. Cái median plane này là cái gì? Cái mặt phẳng ở giữa này là gì? Nó là một cái mặt phẳng dọc mà nó chia cơ thể ra đúng hai bên nữa, trái bên nửa phải luôn, nửa trái nửa phải. Ok, anatomical plane, chúng ta còn có cái gì nữa? We also have a coronal plane, hay gọi là frontal plane. Cái chữ corona nó có nghĩa là gì? What does corona means? Corona, basically it means vương miện. Cái vương miện á, the crown. And what does it mean? It's a frontal plane. Bây giờ nếu mà mình vuông góc với cái mặt phẳng median này, chúng ta sẽ có một cái frontal plane. Nó cắt cái người ra theo cái kiểu mà mặt trước mặt sau á. Nó là cái mặt phẳng theo chiều dọc băng qua cơ thể ở cái góc 90 độ, right angle, tức là 90 độ á. Với cái mặt phẳng median plane này, hoặc là với bất kỳ cái mặt phẳng sagittal nào, miễn sao nó 90 độ thôi, nó sẽ chia cái cơ thể ra làm cái mặt phía trước và cái mặt đằng sau lưng, you know. The frontal plane, or we call them coronal plane. But I use the word frontal, I think. Anyway, một cái mặt cắt mà nó phổ biến nhất, mà khi mình nghĩ đến cắt là mình sẽ nghĩ đến nó là transverse plane. Đó là cái mặt phẳng mà cắt cắt ngang á. Transverse. Transverse. Or we call them axial plane. Mặt phẳng cắt ngang cơ thể. Thì khi mà mình chụp CT cắt lớp á, thì nó chính là cái cắt ngang này nè. Nó cắt thành gần cả ngàn lớp khác nhau, xong rồi nó gộp lại trên màn hình vi tính. So basically thousands of different planes are taken with the CT scan, and then it's transverse, and then you can have all the data in the computer. Transverse plane nó là mặt phẳng nó băng thông qua cơ thể ở cái góc 90 độ đối với lại cái median. Nó cũng 90 độ luôn nha với median, nhưng mà nó là cắt ngang và nó tạo góc 90 độ với cái mặt phẳng sagittal luôn, và đối với lại cái coronal plane là cái frontal plane này luôn.
Nói chung là trong môi trường 3D á, thì nó đều vuông góc với nhau hết. Cắt ngang nè, đó cắt ngang nè, cắt ngang cơ thể. Axial transverse plane here. Nếu mà nó hướng về phía cái đầu, nó là superior bên trên hoặc là liên quan chữ cranial. Cranial. Liên quan tới xương sọ. Caudal. I don't remember this caudal. What does it mean? Caudal. Caudal means like liên quan đến cái phần bottom end of the body, cái phía đáy cơ thể hoặc là cái phía mà bên dưới cơ thể. Caudal thuộc về phía dưới, phía đáy. Thì bây giờ cái nào bên trên là superior, bên dưới là inferior thôi. Cranial là liên quan đến cái chỗ mà gần gần xương sọ hơn, còn caudal là liên quan đến chỗ nào gần đáy bên dưới cơ thể hơn. Thì có thể một người cắt ra làm nhiều cái transverse plane lắm, hoặc có thể một người có thể cắt ra làm nhiều cái sagittal plane lắm, hoặc là một người có thể cắt ra làm nhiều cái frontal plane hay là còn gọi là coronal plane. Alright, and then what else do we have? We have the supine position. This is supine position and this is prone position. Okay, supine là khi cơ thể nó nằm ngửa ra, lưng nằm mặt lưng này, nằm ngửa ra. Cái mặt và những cái bàn và những cái ngón chân á, nó hướng về bên trên nha, hướng phía bên trên nha. Còn cái vị trí mà nằm mà prone á, tức là nằm bò trường á. Em học tập quân sự rồi chưa? Have you done military training? Cái bò trường á giống như kiểu mà mình cầm mình bò mình trường 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 trên cỏ đó. Thì đương nhiên là lúc đó cái bụng của mình nó sẽ hướng về phía mặt đất. Cái body nó cái thân thể mình nó sẽ cái mặt hướng về phía dưới. Và những cái ngón chân thì nó đụng vào mặt đất hoặc là đụng vào cái bàn vân vân. Đó. Đó là một cái supine position nằm ngửa lên hoặc là prone position nằm úp mặt xuống. Okay, this is forearm, tay trước nè. Thì palm forward, cái lòng bàn tay nó hướng về phía trước, nó supine. Nếu mà cái palm, cái lòng bàn tay nó backward, nó hướng về phía lưng thì nó là vị trí prone. Because if you look at this one, đương nhiên khi mà mình nằm ngủ á, đó là supine position, thì cái bàn tay lúc nào cái lòng bàn tay nó phải đè, phải áp xuống bên dưới giường, right? Ừ, thì trong cái vị trí trong đây nó ghi là cái palm forward, nó cũng y chang này nè, như cái bạn này nè, thì palm forward nó là supine. Còn khi mà mình nằm bò trường á, thì đương nhiên là cái mu bàn tay nó sẽ hướng về phía dưới lòng đất nè. Nhưng mà trong cái hình này thì đương nhiên cái mu bàn tay hướng phía sau, nó là prone, okay? Okay. Stop me if you don't understand something, okay? Now, front of the body, phía trước cơ thể thì chúng ta có cái bề mặt nào? Chúng ta có anterior surface. Surface. Bề mặt phía trước hay còn gọi là ventral. Okay, let's look at the word. Ventral. Ventral means thuộc về phía trước. And dorsal. Dorsal means thuộc về mặt lưng của một cái gì đó. Dorsal. Ventral phía trước, dorsal là phía sau lưng nha. Okay. Or you can use the word anterior phía trước, posterior phía sau, vân vân. Now, toward front là anterior và ventral, hoặc là ventral. Hướng về phía sau lưng là posterior or dorsal. Okay, những hoặc là có thể là chia ra cái kiểu mà những cái cấu trúc mà nằm ở cao hơn hoặc là thấp hơn cơ thể. Cao hơn là superior, hoặc là hướng đến gần cái đầu hoặc là cái xương sọ hơn. We also have the word rostral, but I have never seen this word before being used. Chưa bao giờ thấy từ này được sử dụng luôn á.
Những cấu trúc mà nằm ở phía dưới hơn nó sẽ là inferior hoặc là caudal, tức là hướng về phía đáy hoặc là hướng đến cái caudal là cái đuôi ấy. Nhưng mà ở con người cái đuôi nó đã thoái hóa từ rất là lâu rồi, nó chính là cái xương cụt á, you know, the coccyx. Basically in humans, we no longer have tails, but it used to be the coccyx. Okay. Now, terms, okay, we have median. Median nếu mà theo cái nghĩa mà lúc mà thống kê nó có nghĩa là giá trị giữa, nhưng mà trong giải phẫu nó có nghĩa khác nha. Median là những cấu trúc mà được tìm thấy ở ngay cái đường mà ngay ở giữa luôn cơ thể. Hoặc là một cái tứ chi nào đó, một cái chi nào đó. Median là nằm về phía giữa. Median nằm ở phía giữa một cái gì đó. Và nó sẽ có một cái tên cũng gần như thế là medial. Medial. What does it mean? Medial là gần với cái đường giữa. Gần cái đường ở giữa một cái gì đó. Tức là nó gần gần thôi chứ nó không nằm ở giữa nha. Medial là gần ở giữa hơn. Còn lateral, lateral có nghĩa là lateral là bên hông á. Bên hông hoặc là nằm ở xa cái đường ở giữa một cái gì đó. Nói chung là bên hông, lateral, medial là ở gần giữa, còn median là ngay giữa. Đó. Chúng ta có cái chữ intermediate là cái trung cấp hả? Trung. Có thể nó là ở giữa medial và lateral chắc, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái từ intermediate này sử dụng luôn á. Chỉ thấy là medial, lateral là chính thôi. Okay. Okay, what is that? So we have A, B, C, D and E. Bây giờ cái điểm A nó là cái điểm mà để mà tham chiếu nè. Thì so với lại cái điểm A, cái direction nào hay là cái term, relational term nào apply với cái điểm B, C, D và E? What is C then? C là Try to make a guess. Nó gần cái đầu hơn hoặc là nằm ở vị trí cao hơn A. How do you call it? Anterior. No, anterior là phía trước. Còn này là đang là phía trên và gần đầu hơn. How do you say that? Đáp án đúng là cranial, gần cái đầu, gần cái sọ. Hoặc là bên trên là gì? Superior. Vậy thì cái Y là? Cái Y là nằm phía dưới hoặc là gần cái đuôi hơn. How do you say that? Try it, Miss Phương. Don't give up so soon. Inferior. Nó nằm phía dưới thôi, inferior, hoặc gần cái đuôi hơn là caudal. Vậy thì B so với A, nó nằm như thế nào? Middle. Đúng rồi, nếu mà nằm gần đường giữa thì nó là medial. Còn nếu mà cái D á, nó nằm ở gần hông hơn, ở xa cái đường giữa hơn, nó gọi là gì? Lateral. Very good. We can move on now. Now, we also have other position. Bây giờ mình so sánh những cái vị trí liên quan của hai cấu trúc với nhau nha. Bây giờ, nếu mà mình dùng cái từ proximal, what does it mean? Proximal. Proximal. Proximal means ở gần với lại cái thân, hoặc là gần một cái điểm khởi đầu của một cái gì đó, hoặc là gần điểm khởi đầu của một cái gì đó. Ví dụ như là cái gì? For example, trong nguyên cái cánh tay này thì có phải là cái khuỷu tay nó gần cái thân người hơn là cái bàn tay không? Yeah. Đúng không? Cho nên là cái khuỷu tay này
nó là proximal. Còn cái bàn tay nó sẽ ở xa hơn cái thân, hay là cái điểm bắt đầu của cái gì đó, thì nó là distal. Distal là ở xa cái thân người, hoặc là ở xa điểm khởi đầu của một cái gì đó. Right, so basically the elbow is proximal compared to the fingers or the hand. Okay? Yeah. Same thing you can say about the legs, you know. Nói chung là gần cái thân người hoặc là gần cái điểm bắt đầu của gì đó. All right, we have also superficial and deep. What does it mean? Superficial có nghĩa là gần bề mặt, hoặc là nó có nghĩa thông thường nó là gì? Nông nổi, bồng bột á. Superficial. Nhưng mà trong giải phẫu nó nghĩa là gần với cái bề mặt da hơn. Ví dụ là bây giờ đi. Cái mỡ dưới da thì đương nhiên nó sẽ superficial. Còn cái xương á của cái cánh tay thì đương nhiên nó nằm sâu hơn. So basically your fat under fat, fat under your skin is basically superficial, but your bones is deep because it's further from the skin surface, right? Nó xa khỏi bề mặt da hơn. Một cái sâu với lại một cái nằm ở trên bề mặt hơn. Right. Okay, we also have inferior, exterior, or internal or external, bên trong bên ngoài đây. Interior or internal là bên trong, thuộc về bên trong, tức là nó gần hơn đối với cái trung tâm của một cái cơ quan nào đó hoặc một cái khoang nào trong cơ thể. Và exterior hay external là nó xa khỏi cái trung tâm của một cái cơ quan hoặc một cái khoang nào đó của cơ thể. Interior, internal or exterior, external. Like for example, cái pancreas, cái tuyến tụy á, thì là nó internal, nó nằm bên trong cơ thể, nằm bên trong cái khoang bụng ấy. So pancreas is inside of the abdomen or the abdominal cavity. Abdominal cavity. Okay. So basically the pancreas is interior, nó nằm bên trong. Nhưng mà cái lỗ rốn á, thì nó sẽ exterior, nó nằm ngoài rồi. Further from the center of organ or cavity. We also have the term ipsilateral with like contralateral. Contra là đối ngược lại. Okay, I think it's better to just look at these pictures. Okay. Ipsilateral là nó liên quan đến cùng cái bên của cơ thể, thì đương nhiên là cái chỗ contralateral nghĩa là gì? Là contra là đối nghịch lại, tức là nó bên ngược lại cơ thể. Đơn giản vậy thôi. Ipsilateral thuộc về bên, thuộc về cùng phía bên cơ thể, thuộc về cùng bên cơ thể, cùng phía cơ thể đi, thì là contralateral là thuộc về khác bên cơ thể, khác phía cơ thể đi. Ok. Ví dụ như là bây giờ cái bao tử, cái dạ dày mình á, nó nằm ở bên trái, bên trái người, và cái lá gan thì nó nằm bên phải, cho nên là the liver and the stomach are contralateral to each other. Nó thuộc về khác phía nhau mà. But if you look at
Like for example, the pancreas and the stomach, they are ipsilateral. Cái tuyến tụy, cái lá tụy ấy, với lại cái dạ dày ấy, nó cùng bên thì là ipsilateral. Okay. It's a common practice to use combined terms. Thường người ta sẽ dùng những cái khái niệm mà nó kết hợp lại với nhau rất là thường luôn, các thấy được đó, để mà chỉ ra được một cái hướng hoặc là một cái mối quan hệ chính xác hơn, ví dụ như là anterolateral. Đoán xem từ này nghĩa là gì? What do you think this one is? Anterolateral. Có phải là anterior lateral? Đúng rồi, nó đấy. What does it mean? Ở phía trước. Ở phía trước. Và bên. Và bên hông. Hông, đúng rồi. Tức là sao? Tức là nó vừa hướng về phía trước và nó vừa hướng bên hông, tức là cái góc 45 độ. You know what I mean, right? Anterolateral. Let's just look at this one and you understand it more. Right. Tức là nếu mà mình giang tay ra về hướng mà xéo xéo cơ thể á, hướng về phía trước nhưng mà nó lại cũng hướng về phía bên hông á, tức là góc 45 độ, như không? Giang tay ra nhưng mà là hướng xéo á, nó chính là anterolateral. So what is inferomedial? Inferomedial là ở dưới, ở gần đuôi và gần đường giữa. Đúng rồi, chính xác. Like for example, một cái gì đó mà nó gần cái đường ở giữa cơ thể nhưng mà nó lại bên dưới. Like I can think of something. Ví dụ như là cơ quan sinh dục chẳng hạn. Sex organs are basically inferior nhưng mà nó gần đường giữa, medial. Hoặc là ngay giữa luôn. Okay, what is anterior posterior? So I'm sorry, anterior posterior. It is anterior posterior lateral. Vừa trước vừa sau, vừa trước vừa sau luôn nha. Đôi khi nó vừa trước vừa sau luôn. Sometimes it happens, you know. Okay, here you can see the pictures. They can tell you more details. Bên trên, bên dưới, superior, inferior. Phía trước, anterior. Phía sau, posterior. And cái bàn tay đi. Cái bàn tay nó cũng có cái bề mặt, nó gọi là dorsal, là bề mặt lưng của nó, tức là cái mu bàn tay á. Hay là palma, surface of hands, là cái bề mặt mà lòng bàn tay, palma, và dorsal của nó. Rồi bây giờ nếu mình cắt một cái lát cắt ngay chính giữa luôn, nó là median plane hoặc là median sagittal plane, ngay chính giữa luôn. Sagittal là kiểu mặt thẳng đứng ấy sao, đúng không? Đúng rồi, cắt người làm trái phải luôn á, hai bên trái bên phải á. Vâng. Rất bạo lực. Well, you know, anatomy is actually very violent. You know, có thể liên tưởng những phim như Kill Bill. For example, I can show you Oren-ishii, Death. Have you ever seen this movie? No. Kill Bill. Một cái phim mà khá là nổi tiếng á. Rất bạo lực luôn. So basically this woman, she was killed by a sword, a katana. Chém đầu mà chém đứt nguyên cái chỗ ngay cái đầu này luôn, cái này á. Thì đây chính là mặt phẳng gì mà cắt gì? Ngang. Yes. Transverse. Very good. There you go. And then she chopped the head of someone. Và chặt đầu một cái tên trùm băng đảng như thế này. Thì nó là cắt gì? Cắt đầu, cắt ngang. Cũng cắt ngang thôi. Yes. See? Transfer. Rất thực tế. Wow. Wow. That's how giải phẫu should be like. You know. Anyway. Okay. And cái mặt sagittal plane này nó ngay giữa luôn, cho nên người ta còn gọi là median plane or median sagittal plane. Okay.
Tại sao người ta không có cắt bình thường là trong cuộc sống không ai cắt vậy? Mà phải cắt ngang. Cắt sạch sẽ luôn hả? No, tại vì cắt dọc rất là khó. Em nhắm làm sao, em cầm cái gươm á, em áp dụng lực làm sao mà nó cắt được thành hai bên đều nhau như vậy. Chưa kể là em phải vượt qua được cái cột sống, vượt qua được cái xương sọ. Cho nên khả năng cái lát cắt của em á, nó nhìn nó lởm chởm, nó rất gớm là rất cao. Còn trong khi đó đi, cắt ngang dễ hơn nhiều. Anyway, so we have paramedian plane here. Nó cũng là một cái mặt phẳng median nhưng mà nó không nằm ở giữa. Paramedian plane chẳng hạn. What else do we have? Ok, chúng ta có chi trên upper limb thì nó có cái một cái đầu mà nó gần cái thân người hơn, nó gọi là proximal end of upper limb. Cái đầu mà ở xa thân người hơn nó gọi là distal end of upper limb, là cái bàn tay á, nó ở xa thân người hơn. Cái cánh tay đi thì chúng ta có medial border, là cái bờ mà ở gần sát cái giữa cơ thể hơn, medial, you know. Và có một cái bờ nằm ở bên hông cơ thể hơn, xa cơ thể hơn, là lateral border, like this one. Ok. Cái bàn chân cũng vậy, cái foot nó cũng có cái bề mặt lưng của nó, dorsal surface, hay còn gọi là cái mu bàn chân á. Và cái lòng bàn chân là plantar surface of the foot. Let me just give you this one. Plantar surface là bề mặt lòng bàn chân. Còn cái bàn tay nó có lòng bàn tay, palmar surface of the hand. Đó, nói như vậy thôi. And I don't think there's anything else. Well, rồi. Bây giờ chúng ta cái chữ sect, vốn bản chất cái chữ sect có nghĩa là gì? Là mặt cắt. Cho nên á, trong y học nó có một cái từ đó, dissect, dissect, giải phẫu. Nhưng mà thực sự á, die là hai, sect là cắt. Dissect có nghĩa là gì? Cắt làm đôi. You know this word, right? Okay, so next one we have longitudinal section. Nói chung longitudinal là gì? Longitudinal có nghĩa là liên quan tới mặt dài của một cái gì đó. Tức là một cái gì đó rất là dài nhưng mà nó không có liên quan gì đến vị trí giải phẫu nha, regardless of body position, ok? Ví dụ như nó dọc theo cái chiều dài của một cái gì đó, ví dụ như là dọc theo chiều dài của cái chân chẳng hạn, hoặc là dọc theo chiều dài của cánh tay chẳng hạn, hoặc là dọc theo cái chiều dài của cái bên hông của mình chẳng hạn. Longitudinal sections nó cắt dọc theo cái chiều dài của một cái gì đó thôi. In the direction of long axis, theo cái chiều mà trục dài nha, có một cái gì đó mà bất chấp vị trí giải phẫu nào luôn nha, miễn sao nó dài theo một cái gì đó thôi. Okay, vertical section, what is that? Vertical sections là những mặt cắt. Vertical là theo cái kiểu mà chiều dọc. Những mặt cắt dọc thôi. Tức là nó là longitudinal sagittal section. Nó là sagittal section nha. Cắt dọc theo cơ thể nha. Mà theo chiều dài. Nhưng mà cái vertical section này là theo cái vị trí giải phẫu. Nè, nhìn cái, nếu mà cái chỗ này nếu mà nó có dọc theo cái đường này hoặc là nó song song cái đường này thì nó là sagittal. Ok. Nhưng mà nếu em cầm cái con dao á, em cắt dọc theo cái đường mà từ cái chỗ mà cái bẹn á, nó hướng theo cái chiều dài của nguyên cái chân này, thì đương nhiên nó sẽ cong 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 chứ đâu có thẳng hàng, right? Theo một cái chiều dài của một cái gì đó thôi. Tức là nó sẽ không có liên quan gì đến cái vị trí giải phẫu nha.
regardless of body position, không liên quan vị trí giải phẫu khi mình nói về longitudinal. Nhưng mà khi nói về vertical là có liên quan vị trí giải phẫu. Ví dụ bây giờ đi, cầm con em bây giờ mình cầm con dao đi, mình cắt ngay từ cái cổ tay này nè, cắt dọc theo một cái đường cứa theo lên đến tận cái bả vai này, thì nó cũng là longitudinal, tại vì theo cái chiều dọc của cánh tay. Nhưng mà cái đường nó đâu có gì đâu mà liên quan đến sagittal đâu, right? Nó không có liên quan gì luôn á. Để những mặt khác, cái mặt cắt khác. Chúng ta có transverse sections là cắt gì? Cắt ngang, đúng. Cross section. Cross section, những lát cắt mà cross section là giống kiểu mà cắt ngang á. At right angle to long axis, góc 90 độ so với lại cái trục thẳng dài cơ thể nha. Chúng ta còn một mặt cắt nữa, đó là oblique section. Oblique sections nó gọi là những lát cắt xéo nha, hay còn gọi là chéo nếu mà người Bắc gọi là chéo, đường chéo, đường xéo hay đường chéo gì đó. Nhưng mà trước giờ thì I have never seen people doing oblique section before nhé. Đôi khi có thể cần oblique section nhưng mà chưa thấy, I've never seen it. Anyway, chúng ta có những cái chuyển động thì nó cũng có basic term của nó, basic terms of movement. Like for example, chỗ này slide số bao nhiêu vậy ta? I don't remember this one. 18 là một nửa đường rồi đó. Okay, we need to be faster. Okay, flexion hay là flexion. Flexion. Có cái trào lưu cách đây mấy tháng, 1-2 tháng, kiểu như flex, you know. Yes. Flexion là sự gì? Sự cong lại. Sự cong lại hoặc là bẻ cong. Nhưng mà nó không có nghĩa gì liên quan chứ flex mà trào lưu mấy tháng trước đâu, thiệt luôn á. Flex, à đúng rồi có. Cái chữ flex đó là nghĩa là gì? Cong cớn lên. Kênh thế nhỉ? Ngoài Bắc nữa là kênh. Còn bên trong Nam là gọi là làm trội. Làm trội quá nhỉ? Ok, flexion. Flexion là sự cong lại, bẻ cong, tức là nó bending, cong lại, hoặc là making a decreasing angle between the body parts, bone involved. Tạo ra một cái góc mà nó giảm cái số đo độ xuống giữa những phần cơ thể hoặc là giữa những cái xương với nhau. Ví dụ như flex là khi em for example cánh tay á, em hướng về phía cơ thể là nó flex chứ còn gì nữa. Còn nếu mà em dang cái tay ra, nó là extension. Extension, sự mở rộng ra, dang ra, tức là nó làm thẳng tắp, straightening một cái phần nào nó đang bị cong, làm thẳng nó ra, hoặc là làm cho một cái joint, là một cái khớp, nó thẳng ra, hoặc là nó tạo ra một cái góc mà ngày càng tăng số đo độ lên. Ví dụ như là bây giờ tôi dạng chân ra hoặc là dạng tay ra, extension. Hoặc là cái đầu tôi, nếu mà cái đầu tôi cúi xuống tôi chào ai đó thì là flexion. Nhưng mà cái đầu tôi hướng lên, ngẩng đầu lên là cái là extension chẳng hạn. Anyway, like for example, of course you know this one. Đó, cúi người xuống nhặt đồ là flexion nè, ngẩng người lên là extension nè. Người Nhật với Hàn Quốc á, họ flex rất nhiều. Mỗi lần gặp cái Anisio cúi đầu xuống, you know. Cho nên có nghiên cứu ta nói là gì? Cái cơ bắp mà nó chịu trách nhiệm cho cái chữ flex, flexion á, của người Nhật và người Hàn Quốc, nó phát triển hơn là cái cơ extension ở những người khác, you know. It's funny, right? Nói nước Nhật là đứng nước cúi đầu không sai đâu. Anyway, ok.
Ngón tay. Bây giờ ngửa hết bàn tay ra nó là extension, và khi mình cụm ngón tay lại nó là flexion. Nè, thả lỏng tay là extension, nhưng mà khi mà em nâng tay lên nó cũng là một flexion, tại nó giảm số độ xuống giữa hai cái xương này. Rồi tiếp tục, cái chân cũng y chang vậy thôi, thoải mái dạng chân ra, nó là extension. Còn khi mà co lại thì là flexion thôi. Ừ, à mà cái bàn chân nó có một cái tên gọi khác nha. Dorsiflexion. Dorsiflexion nó là cái gì? Co lại về phía mu bàn chân, mặt lưng, đúng rồi, chính xác. Co lại về phía mặt lưng, tức là ở trường hợp này là cái mu bàn chân á, mình co về phía mu bàn chân. Còn plantar flexion là gì? Co lại về phía cái mặt, cái lòng bàn chân, cái về phía lòng bàn chân. Cái plantar là cái tính từ dành riêng cho lòng bàn chân nha. Còn cái chữ mà palma là dành riêng cho cái lòng bàn tay nha. Ok. Right, ok, we also have what? Rotation là chuyển động mà sway. Rotation. Sự xoay. Cái chữ rotation có một nghĩa khác nha. Khi mà sau này em lên năm 6 á, nếu em lên được năm 6. Ok, just joking. Ok, rotation có nghĩa là gì? Nó là khi mình phải nhảy từ bàn này sang bàn khác để mà thi á. Ở năm thi nhảy 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 từ bàn này sang bàn khác, rotation. Xoay qua bàn này, xoay từ bàn này sang bàn khác. Ok, we also have this kind of movement. Abduction với adduction. Cứ nhớ một điều. Add là thêm vào, đúng không? Cho nên adduction tức là mình làm một cái gì đó để mà nó cộng vào, nó đi về phía giữa cơ thể. Adduction là di chuyển hướng vào cơ thể, hoặc là cái đường ở giữa cơ thể, tức là nó cộng vào, mà đi vào cộng vào. Còn abduction là gì? Là chuyển động đi ra xa khỏi cái đường ở giữa cơ thể. Cái từ abduction nó còn một nghĩa khác trong tiếng Anh, nó có nghĩa là bắt cóc á. Sự bắt cóc, ví dụ như là alien abduction, you know, bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất. Thì cái từ đó có nghĩa, cái từ đó đương nhiên nó cũng có nghĩa liên quan, tại vì khi mà mình di chuyển cái cánh tay hoặc bàn chân hoặc cánh tay hoặc là cái cẳng chân đi ra ngoài á, tức là nó ra khỏi cái bề mặt giữa cơ thể hơn, tức là nó đi mất, giống như bị bắt cóc vậy đó. It's like that, you know. Ab với adduction. Rồi, ok. Trong cái ngón tay và những cái ngón chân đi, thì là abduction là mình tỏa ra, cho nó xòe ra, tỏa chúng ra. Fanning out, tỏa ra. Còn adduction là nó cộng lại, tức là nó làm sao mà nó tụm lại, nó tụ lại. Tức là di chuyển nó hướng về cái mặt phẳng ở giữa của cái bàn tay, hoặc là tụm lại, hoặc là bàn chân. Ví dụ mùa đông thì thường sẽ adduction diễn ra nhiều hơn. Còn mùa hè thì đương nhiên ai cũng muốn thoát nhiệt thì abduction nó diễn ra nhiều hơn. Còn khi đụng một bài thi khó thì abduction sẽ rất nhiều. Ok, I'm just joking. Anyway, major parts and areas of the body. Bây giờ nói về những cái phần chính và những khu vực chính của cơ thể nè. Wow, this slide's difficult, isn't it? Những phần chính thì chúng ta có gì? Có cái đầu, head, phần cổ, neck, thorax là cái thorax là vùng ngực á. Back là vùng lưng. Abdomen, abdomen
là vùng vùng bụng, vùng ổ bụng ấy. Chúng ta có vùng pelvis. Pelvis là gì? Pelvis nó là cái xương chậu. Vùng xương chậu á, tức là cái chỗ mà cái vùng bikini pelvis. Hay còn có một cái tên nữa là vùng perineum, perineum. Perineum. Cái perineum nó là cái vùng mà ở giữa cái cơ quan sinh dục và cái hậu môn á. I think it's better if I check it out. Perineum. Yes, khu vực nằm giữa cái hậu môn và cái bừa bìu hoặc là âm âm đạo, tức là cái giữa cái hậu môn và cái chỗ sinh dục á, là cái khu vực đó. Right. We also have lower limbs and upper limbs. Nó gọi là chi trên chi dưới thôi. Okay. Right, and then these are major parts, okay? Mỗi một cái vùng nó lại có một cái tên riêng nữa nha. Nhưng mà let's go, of course, general part first. Nhìn chung cái đã. Bây giờ cái vùng mà bên chi dưới đây thì nó có gluteal region, vùng mông á. Gluteus. Gluteus, gluteus. Gluteus nó có nghĩa là mông hay là vùng mông, thì là cái tính từ của nó là gluteal thôi. Gluteal region. Ok, anterior thigh. 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 Like the thigh. Moment, let me check this. How do you pronounce it? Oh no, not this one. Thigh. It is thigh. 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 The thigh, thigh, cái âm thở thẻ lưỡi thôi. Thigh. The thigh là cái đùi. Cái vùng mà ăn ngon nhất á, you know. Khi mà mình cắt gà, cắt bò, cắt heo ra, cái đùi là cái phần mà nhiều 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 thịt và nó ăn ngon nhất. Thigh. So we have anterior and posterior thigh region. What are they? Đùi trước và đùi sau. Đùi trước, đùi sau thôi. Ok, anterior knee region và posterior knee region là vùng gì? Đúng rồi. Anterior leg region and posterior leg regions. Cái chỗ này nó kỳ một chỗ là đúng là cái chân là nó phải bao gồm là tất cả nguyên cái cẳng chân như vậy. Tại sao nó lại ghi vậy? Anyway. Chân sau. Yeah, chân trước chân sau nha. Let's just say that. And then 8 and 9 anterior talocrural. Talocrural. Cái chỗ crural nó là cái chỗ mà nó có cái mắt cá chân á. Ok, crural. Nó có anterior, cái vùng là phía trước của mắt cá chân, và posterior talocrural region, vùng mắt cá chân mà phía sau. Và chúng ta có foot region, vùng chân thôi, bình thường thôi. Ok, what else do we have now? I'm not so sure if you have to do like every single details here. You need me to go into single details here. No. You can just Right, I move can just to go. another slide. Right, I can just go to another slide. Okay. Yeah. Okay, we have 10 more minutes now. This one 23 now. Maybe I should rush.
Ok, bây giờ mặt hông của cơ thể và mặt trước cơ thể là lateral view and anterior view. Thì những cái khoang cơ thể nó chia ra khoang gì? Cái khoang tức là cái vùng mà nó có thể có rỗng, hoặc là nó chứa một cái gì đó mà có không khí, hoặc là một cái vùng nó rỗng để chứa bào quang, cơ quan gì đó. Thì chúng ta có cranial cavity, khoang xương sọ. Chúng ta có thoracic cavity, khoang ngực. Chứa trái tim thì nó có là cái gì? Trong cái khoang ngực á thì nó có superior mediastinum. Nó có một cái xương, nó là xương sternum á, xương ức á. Xương ức thì superior mediastinum nó chính là cái khoang, nó cái vùng mà nằm ở phía trên trái tim. Media là trái tim á, medium ở đây là trái tim nha, tại vì med là ở giữa, tâm á, tâm là ở giữa, tâm là trái tim á. Ừ, medium thì superior mediastinum nó là cái vùng nằm ở trên cái xương ức và trái tim. Ở trong cái phổi thì nó có cái pleural cavity. Pleural cavity nó gọi là khoang khoang màng phổi. Phổi có màng nha. Khoang màng phổi. Cái lá phổi bản thân của nó phồng lên thẹp xuống được, nhưng mà ở bên xung quanh cái thoracic cavity này nó có màng phổi riêng nha. Cho nên nếu mà em bị thủng phổi đi, nếu mà em bị thủng phổi, cái khí trong cái phổi đó nó sẽ tràn ra cái chỗ pleural cavity này và nó chèn ép vào cái phổi, lúc đó sẽ rất khó thở và đi cấp cứu. Ok, pleural cavity. Chúng ta có khoang gì nữa? Pericardial. Peri là bên ngoài, ngoại biên á, bên ngoài. Thì pericardial nó gọi là khoang ngoài tim á. Cái trái tim á, nó cũng có cái lớp mà bao bọc xung quanh đó nha, nó cavity, cái pericardial cavity nha. Và cái chỗ này nó sẽ nằm bên trong cái vùng nó gọi là mediastinum, cái vùng mà tim và cái xương ức á, sternum. Dưới này là cái diaphragm nè, cái cơ hoành. Vùng bụng thì nó có abdominal cavity, vùng ổ bụng, rất nhiều thứ nữa. Cái khoang mà xương chậu á, pelvic cavity here, thì nguyên cái đống này nó cũng gọi chung là abdominal pelvic cavity. Nguyên cái đống này bao gồm luôn cả ngực, tim, phèo phổi vân vân, và cái vùng bụng và cái vùng xương chậu luôn, nó gọi là ventral body cavity. Ventral là sao? Ventral? Ventral và dorsal. Ventral and dorsal. Ventral, dorsal. Dorsal như là ở sau lưng thì... đúng rồi. Ventral là mặt trước. Đúng rồi. Nó là những cái khoang cơ thể mặt trước, chính xác. Phần đông những cái quan trọng này nó lại nằm phía trước mới sợ chứ, mới ghê chứ. Phía sau thì được bảo vệ bởi cái cột sống là vertebral cavity, nó cũng có khoang riêng của nó luôn. Vertebral cavity, khoang cột sống. Nguyên một cái vertebral cavity này cộng luôn cái cranial cavity này, nó nằm phía sau cơ thể, cho nên nó được gọi là dorsal body cavity, khoang cơ thể phía sau. Ok. And then we have this one. Let's identify something. Cái bụng mình á thì nó lại chia ra là bốn cái phân khu, quadrant. You know the word quadra, right? Quatuor là số 4 trong tiếng Latin đó. You know, mono, duo, tria, quatuor, quinque, sex, hepta, hepta, octa, nona, deca, remember these things? Số của tiếng Latin thôi.
Ok, so quadrant nó là phân khu, phân khúc chia 4 ra. Thì chúng ta sẽ có gì? Right upper quadrant, ổ bụng, nó sẽ là cái phân khu mà phía trên bên phải. Nên nhớ là bên trái hay bên phải nào là so với cái người mình đang nhìn vào nha, chứ không phải so với chúng ta đâu nha. Yeah. Ừ, tức là cái bên này là bên phải, bên trên của cái người đó. Bên trái bên trên người đó, left upper quadrant, right upper quadrant. Và đương nhiên là bên trái và phải bên dưới nè. Nếu mà cảm thấy đau bụng, từ 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 nó lan rộng ra ở cái right lower quadrant, là phải nghĩ ngay đến bệnh gì, nghĩ ngay đến vấn đề gì? Right lower, cái khu mà bên dưới bên phải của cái vùng bụng mà bị đau chỗ đó, mà đau lâu, à, không phải đau dạ dày, cái chỗ đó nguy hiểm lắm luôn, phải đi cấp cứu liền. What is that? Đau ruột thừa. Đúng rồi, nó là appendicitis. Appendicitis, viêm ruột thừa nha. Bắt buộc phải nghĩ đến liền cái đó nha, tại vì để lâu nó sẽ vỡ ra và gây nguy hiểm tính mạng và rất đau nữa. Cái bao tử nằm ở đâu? Ở quadrant nào? Where is the stomach? Which quadrant does it belong to? Right upper quadrant. Are you sure? Cái bên right upper quadrant là cái lá gan nha. Còn cái left upper quadrant này nó mới là cái thực quản rơi xuống cái dạ dày. Ngay chỗ này, dạ dày ngay đây nè. Tuyến tụy nó sẽ nằm đâu đó, cái đường này, ngay đây, around here. Ok. Cái bề mặt giải phẫu nó sử dụng những cái chỗ landmarks, những chỗ đánh dấu về mặt giải phẫu mà nằm bên ngoài cơ thể để mà tọa lạc mình tìm những cái cấu trúc bên sau bên trong hơn. Ví dụ như là bây giờ mình có thể đo từ cái xương sườn thứ bao nhiêu xuống dưới là cái gì, là cái chỗ đó là vị trí đó mang bao gồm cái gì. Hoặc là có thể đo từ cái vị trí cái lỗ rốn lên hoặc xuống, you know. Đó là những cái landmark, những cái chỗ đánh dấu ở ngoài bề mặt cơ thể, you know, để mà tìm ra những cái cấu trúc mà nằm sâu bên trong. Rồi, ok, there you go. Đó, thấy chưa? Cái dạ dày nó phải nằm ở bên left upper quadrant nha. Cứ giờ cứ nhớ đi, bây giờ mỗi một lần em bị đau bụng do em thi cử căng thẳng thì nó đau cái chỗ nào? Bên nào? Left upper quadrant. Đúng là cái chỗ đó luôn á nha. Left upper quadrant luôn á. Nhớ, cứ nhớ điều đó không? Em bị đau bụng là đau bụng bên nào? Bên trái, đúng không? Bên trái, bên trên, đó. Ok, can you identify different structures in each quadrant? Bây giờ right upper quadrant có cái gì? What is there? Ok, first thing first, ok? What is that brown thing here? Đúng rồi, it's a liver, it's the liver. What is that green thing below the river, the liver? Cái thứ xanh xanh này. Không phải, đó là túi mật. Túi mật, it's a gallbladder. It's a gallbladder. Túi mật. Trời ơi, chết rồi. Ok, túi mật. Ok. So, where can you find the pancreas? Tụy tạng hay là tuyến tụy? Where can you find it? It's below the stomach, right below it. Where can you find the stomach? Đau dạ dày thì tìm thấy đau ở đâu? Left upper quadrant. Thì cái tuyến tụy nằm ngay bên dưới luôn cái dạ dày luôn á, nó cũng left upper quadrant luôn. Okay, what can you see
At the right lower quadrant. Right lower quadrant. Ruột. Yes, what kind of intestine is that? Ruột non và ruột già. Small and large intestines, okay? Và cái chỗ nhú ra mà cứ hở ra một phát là viêm. What is that? Ruột thừa. Yes, how do you call it? Appendix. Are you sure you got your IELTS already? Em chưa có IELTS nhưng mà. How could you get to this university? Seriously. So, I take a test. You took the entrance exam? Yes. And you passed? Yes. It is approximately like 6.6, and then I learned the course pathway for students who don't like have IELTS, and then I come to the school. I see. I see. Right. Okay. Next one. Do you know what is this one? Cái chỗ cấu trúc mà nó hình cái quả trám, cái quả này bên dưới này là gì? What is this one? Bàng quang. Yes, how do you say that in English? It's urinary bladder. Bàng quang hay còn gọi là bóng đái á. Urinary bladder, nó liên quan đến urine, nước tiểu. And then abdominal regions, what do you have here? Nó chia cái bụng ra thành cái vùng mà abdominal region là chia làm 9 vùng đó nha. Một cái chính sách, một cái sách lược mà thay thế, an alternative strategy, là phân chia cái vùng bổ bụng nó thành 9 vùng khác nhau. Thì cái vùng ở ngay giữa nó chính là vùng rốn. Umbilical region. Vùng rốn. We have the upper one is AP. AP là bên trên á, bên trên bề mặt. AP là bên trên hoặc là trên bề mặt cái gì đó. Gastric là liên quan tới dạ dày. You know the word gastronomy, right? Ẩm thực á, you know. Gastronomy, học về ẩm thực, học về đồ ăn thức uống để mà làm hài lòng cái dạ dày. Gastronomy. Epigastric region, nó là cái vùng mà ở bên trên, nó gọi là thượng dạ dày ấy. Epigastric region, vùng trên dạ dày. And we have hypogastric region. Hypo là bên dưới. Thì hypogastric region, vùng bên dưới cái ổ bụng, nó còn gọi là vùng pubic region, nó gọi là vùng hạ bộ. Okay, we also have the one on the left and the right. This is lumbar region. Trong tiếng Anh nó có một cái từ là loin. Loin là vùng hông á. Loin thì là lumbar. Lumbar. Nó gọi là thuộc về vùng hông. Thì chúng ta có left and right lumbar region, vùng hông bên trái và hông bên phải. And we also have the left and right iliac region. Thì cái iliac này là đến từ đâu? Nó đến từ cái xương ileum. 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 Nó là cái vùng chân lên của xương chậu. Thì xương chậu nó được bao gồm là ba vùng. Thứ nhất là vùng pubic, vùng pubis, vùng ileum và một cái vùng nữa, I forgot the name. Ileum thì là iliac, là tính từ nó, right iliac region.
hay còn gọi là right inguinal region, và left iliac hay là left inguinal region. Ok, bây giờ bên dưới hai cái ngực á thì chúng ta có left và right hypochondriac region. Chondria, let me just check this word. Chondrium. Sụn ha? No. Hypo là bên dưới, hypochondriac regions, cái vùng bên dưới cái sụn xương sườn này vậy. Và vùng bên dưới mạng sườn bên phải, vùng bên dưới mạng sườn bên trái, I think left hypochondriac region and right hypochondriac region. All right, is there anything question? Any question? Right, it's time now. Okay, we need to study every day, okay? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.